Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà thờ Thánh Tâm ở đường Trần Phú của thành phố Đà Lạt. Thì đêm Noel cũng đã cận kề rồi. Hiện tại tất cả các nhà thờ ở thành phố Đà Lạt đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì người dân địa phương cũng như là du khách họ tranh thủ họ đến nhà thờ sớm hơn để vui chơi, tham quan cũng như là chụp hình. Có nhiều người thì họ tranh thủ đi chơi Noel sớm hơn 1-2 ngày để tránh cái trường hợp là đến cái đêm Noel chính ấy, thì mọi người đều đổ xô tập trung đến các nhà thờ đó. Và trong cái thời buổi dịch bệnh này thì khi mà đến đông đúc như vậy thì nó cũng không có hay và nó tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm đấy. Cho nên như mọi người cũng tranh thủ đi chơi sớm và gia đình mình cũng tranh thủ đi sớm thôi quý vị. Và đến đêm Noel chính thì mọi người lại tập trung ở nhà quây quần bên gia đình, ấm áp bên gia đình thì nó hay hơn. Cho nên chi năm nào cũng vậy, gia đình mình cũng đi chơi Noel sớm 1-2 ngày. Cái dịp Giáng sinh của năm nay thì nó chắc có lẽ cũng không có đông đúc giống như những năm trước, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy cái không khí rất là rộn ràng, vui tươi và ấm áp, không đến nỗi là ảm đạm đó quý vị. Ở nhà thờ này thì người ta trang trí rất là đẹp đúng quý vị, lung linh rất là nhiều sắc màu, có lẽ người ta làm rất là tỉ mỉ công phu và chuẩn bị cũng khá là lâu đó quý vị. Chúng ta có thể gác lại một năm dịch bệnh ảm đạm và rất là buồn tẻ. Hiện tại thì chúng ta chuẩn bị đón một cái mùa Giáng sinh thật là ấm áp. Quý vị có thể thấy nghe thấy những cái tiếng cười rộn ràng và vui tươi, rất là tràn đầy sinh khí và lạc quan của bà con. Làm cho cái tinh thần mình cũng lạc quan và vui lấy theo đó quý vị. Ở đây người ta trang trí một cái cây Noel rất là lớn luôn, quá công phu luôn quý vị. Làm đèn nhấp nháy và làm nó xoay được luôn quý vị này. Quá đẹp. Bây giờ nhà thờ thấy người dân tới chơi đấy thì đã bật đèn sáng lên rồi, nhìn rất là lung linh và đẹp luôn. Hiện tại thì ở bên trong điện chính của nhà thờ thì bà con giáo dân cũng như là Đức Cha đang tiến hành làm lễ.
Ngôi nhà thờ này thì tọa lạc ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt và có khuôn viên cũng khá là lớn. Đối diện đằng kia là tòa nhà của trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. Khu vực sau này thì có những cái tòa nhà lớn để dành riêng cho những cái tín đồ cũng như những vị linh mục và đức cha họ ở và sinh hoạt ở sau những cái tòa nhà này. Còn cái tòa nhà lớn đằng kia là khách sạn 4 sao Sài Gòn Đà Lạt đó quý vị. Cái con đường 3 tháng 2 nó nằm ở đằng kia đấy. Và dưới này thì có một cái sân bóng nằm trong khuôn viên của nhà thờ luôn quý vị. Sân bóng này thì dành cho giáo dân cũng như là những cái vị linh mục họ tu tập ở trong này, rồi họ ra đây sinh hoạt thi đấu thể thao, tập luyện thể thao ở đây luôn quý vị. Ở thành phố Đà Lạt này á thì mỗi năm những cái nhà thờ lớn như nhà thờ Thánh Tâm này, rồi nhà thờ Con Gà là hai nhà thờ nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, thì bà con đến đây vui chơi tham quan vào những cái dịp lễ Giáng sinh rất là đông luôn quý vị. Những năm trước thì đến cái đêm chính nhiều lúc con đường Trần Phú này và nó là kẹt xe luôn, và vào trong nhà thờ này nhiều lúc chen chân không lọt rồi quý vị. Cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip vừa rồi. Xin kính chúc toàn thể quý vị anh chị và các bạn và tất cả mọi người chuẩn bị đón một cái mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc ở bên gia đình và người thân của mình. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.